Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với nhà cú, mình là Bảy Bình Bông. Vậy là chỉ còn vài ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ có hai ngày lễ lớn, đó là Giải phóng miền Nam 30 tháng 4 này và Quốc tế Lao động 1 tháng 5. Để chào mừng hai ngày lễ này, Bảy tôi xin thay mặt cho hai nhà tài trợ sẽ tổ chức gửi tặng thẻ tháng cho các bạn. Và chính cá nhân của Bảy tôi thì cũng sẽ trao thêm vài cái thẻ tháng nữa cho tròn số dành cho các bạn nhé. Ngoài ra thì để nhớ ơn những công lao của các thế hệ đi trước đã hy sinh cho chúng ta đấy, thì với mỗi cái thẻ tháng mà tôi trao cho các bạn thì tôi sẽ bỏ thêm 10.000 để ủng hộ vào quỹ nạn nhân chất độc màu da cam, viết tắt là VAVAF. Cái link này thì mình sẽ để ở trong phòng thông báo này của Discord cho các bạn tham khảo nhé. Các bạn trúng giải nếu mà cũng không có nhu cầu nhận giải và muốn quy đổi nó thành tiền mặt để quyên góp cho quỹ ấy, thì bảy tôi sẽ ghi danh là các bạn là người gửi tặng. Thời gian để các bạn đăng ký tham gia ấy, từ nay cho đến hết 12 giờ trưa của ngày 1 tháng 5. Và cái thời gian trao giải sẽ là buổi livestream tối của ngày 1 tháng 5 nha các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với cả cách thức tham gia. Các bạn sẽ kéo xuống bình luận của video này. Cái video các bạn đang xem là giveaway thẻ tháng á, chứ không phải là cái video khác đâu nha. Rồi các bạn kéo xuống phần bình luận nhá, các bạn bình luận con số may mắn của mình vào. Ví dụ tôi bình luận ở đây là con số 16 này. Đó, khá là may mắn đúng không? Bây giờ thì tôi sẽ chụp, các bạn chụp làm sao? Thứ nhất các bạn phải gồm con số để của các bạn là thứ nhất này. Thứ hai nữa là các bạn sẽ gồm cả cái chữ đã đăng ký kênh. Rồi, các bạn chụp lại. Ok, sau khi mà chụp xong các bạn sẽ quay trở lại cái phòng Discord của nhà cú nhá. Đó, cái phòng đối tác này, phải ghi là có chữ đối tác của Discord này. Và có tôi đang ở đây này, các bạn nhìn kỹ nhá, là có đối tác nhá. Sau khi mà đúng cái phòng Discord này rồi các bạn sẽ post vào cái phòng 30 tháng 4 này. Nó nằm ở cái quầy thông tin đó các bạn. Các bạn sẽ post vào cái phòng 30 tháng 4, các bạn paste cái ảnh của các bạn chụp vào đây. Đó, thì sau khi như này các bạn đã đăng ký thành công rồi đấy. Sau khi các bạn post cái ảnh đăng ký thành công rồi, gồm làm sao là một con số của các bạn ạ. Đó, một con số may mắn các bạn và kèm cái chữ đã đăng ký kênh nhá. Vậy là các bạn đã đăng ký thành công rồi đấy. Còn với điện thoại nó sẽ khá là đơn giản, đó là các bạn chỉ cần là comment cái số may mắn nhá, sau đó các bạn ấn luôn vào cái avatar của mình ấy, xong là kéo xuống cái phần các bạn vuốt vuốt đến cái chỗ đoạn mà có kênh đã đăng ký đấy. Các bạn căn làm sao cái kênh của nhà cú ở cái phần đã đăng ký là ok rồi, và chụp lại cái ảnh đấy thôi. Rất là đơn giản, điện thoại đơn giản hơn nhiều. Sau khi mà các bạn căn xong rồi chụp lại đó, các bạn lại post vào phòng 30 tháng 4, vậy là các bạn đã đăng ký thành công rồi nhá. Lời cuối cùng thì bảy tôi chỉ muốn nói rằng là chúng ta đang may mắn sống trong một cái xã hội hòa bình, nhưng mà chúng ta thì không được phép quên công ơn của các thế hệ đi trước đã nằm xuống để chúng ta có được ngày hôm nay. Và bốn từ để cho tôi kết cái video này thì tôi sẽ dùng cái bốn từ đó là biết ơn sâu sắc.